Ai chào mọi người. Nhìn thấy cái cảnh tượng này là biết thắt chặn thảm hại. Mấy ngàn năm rồi hôm nay mới đi quýnh gà. Sớm con gà mồi. Sớm con gà mồi. 2 năm rồi. Sớm năm ngoái tới năm nay mới đi quýnh thử. Trời ơi. Sáng nay nó lạnh. Lạnh thì thôi luôn, nguyên cái đám trà mà ba cái xe vô mà. Cái xe nó muốn bị chôn sống luôn. Giờ không biết sao chạy ra. Rồi đó, cái khu này ha, vô gà gáy tùm lum, nay gáy đúng con. Cắm bẫy, đến nỗi mà cắm giò mà cắm không được luôn không biết rồi. Vô cắm hơi xong cái cắm gà ra là gà mình tới giò luôn. Phải cắm 2-3 lần mới thả gà ra được. Và bắt không được con nào nhưng mà vẫn thấy hên quá. Vì là mới bắt lại được con mồi. Cắm ra thì nó y như gà rừng luôn. Trời ơi, thì thôi đừng nói cái đồ nữa quậy. Hôm nay bỏ lại chiến trường một cái bộ đuôi luôn, 5-6 cộng đuôi bự. Chụp được cái cây nọc rồi, đất này cứng quá, cắm được. Cắm xuống nổi mà ngồi mà thấy bà cứ lủi lủi cái kiểu y như là gặp bồ cắt cái gì, lủi lủi, gái mà cứ lủi. Tưởng đâu xảy luôn rồi chứ, hên trời là chụp được, thế là bỏ quẩy cho, tê bời bông bí. Thôi, sáng nay thất bại quá. Chỉ có cái cô bán bánh mì là thành công thôi. Bán được ổ bánh mì. Quá lạnh và tự nhiên cái sáng sớm mà hứng lên là đi bẫy. Wow, sao cái camera mình cái dưới kỳ ta, nản quá, sao riết lên nản, nghe nó bẫy gà thế nản. Đó, giờ cái xe như vậy để làm sao mà chạy nó ra, mới lủi vô đây, nó sâu như hai cái mương. Đó. Mới nãy nghe gáy lủi vô đại, giờ này không biết sao lấy ra đây. Mới chắc giải nghề gà luôn quá. Rồi, chào mọi người nha. Giờ mình sao cho xe ra ta. Chắc phải uốn lên trên dốc rồi quay ra được. Bỏ đồ nghề xuống đây. Rồi, chào mọi người.